Mời nhà trai. Rồi, xin mời anh. Mời nhà gái. Rồi, xin mời anh giới thiệu về mình. Mình tên là Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1973. Quê của mình là ở Bình Dương. Thì mình đang công tác và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Thì mình đang công tác tại Ban thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Nai. Hiện bây giờ là đang là trưởng phòng nghiệp vụ của Ban thi đua. Người này quan trọng lắm rồi nha. Thi đua khen thưởng của tỉnh luôn á. Mời nhà gái. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đặng Phương. Năm nay mình 37 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giáo viên tiếng Anh. Chị đang dạy ở đâu? Chị dạy ở trung tâm ở quận 12. Dạ. Rồi bây giờ là chị Phương nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu. Còn khuyết điểm là mình biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon lắm. Với lại mình hay ít nói. Tức là rất là nhút nhát. Đúng rồi. Về vấn đề giao tiếp thì hơi ngần ngại đó. Ở bên đây là vậy đó. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì anh Hoàng? Điểm mạnh của mình thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì rất nhiệt tình. Còn về gia đình thì mình biết nấu ăn. Biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch. Du lịch. Anh có điểm yếu gì không anh Hoàng? Điểm yếu của mình thì nhiều khi mình cũng thật thà quá, thành ra cũng nhiều khi nó hơi thiệt thòi tí. Nhưng mà gặp anh Hoàng là phải vui nha, tại gặp anh là có giải thưởng đó. Gặp anh là có thưởng, gặp anh là có bằng khen. Một công việc luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Chính xác là như vậy luôn. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường của mình đi. Tình trường thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Lúc trước thì mình cũng từng đi du học Úc. Thì lúc đó mình có yêu đơn phương một người nhưng mà chưa đi đến đâu hết. Rồi sau này khi mà về Việt Nam thì mình có quen một bạn mà quen xa. Bạn này học chung hồi cấp 2. Quen xa được một thời gian rồi cũng chia tay, là tại vì quen xa quá thì không có gặp gỡ, cơ hội gặp gỡ nhau nhiều. Là chị có hai cái mối tình nó cũng không có sâu đậm gì đúng hết rồi. Đúng dạ. Rồi. Còn anh Hoàng sao? Đường tình duyên. Nói về hoàn cảnh gia đình của mình thì mình thì đã kết hôn năm 2001. Tới 2003 thì mình sinh được một cháu trai. Thì tới 2007 thì mình ly dị. Thì lúc ly dị thì cháu nó được có 3 tuổi mấy thôi. Thì tò xử là đi theo mẹ. Cháu sống với mẹ từ nhỏ tới lớn luôn. Thì mình cũng qua lại chăm nôn rồi cháu vậy thôi. Từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn. Lo công tác quá hả? Nên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là ới bình dững. Ới bình dững. Em chào anh. Dạ chào chị. Em xin phép được qua. Dạ xin phép được qua để nói chuyện với anh ha. Anh nhớ báo cáo để em được khen thưởng nha anh. Báo cáo coi kiếm được ảnh người yêu về anh khen tờ gì khen cái coi. Anh lâu quá không yêu rồi giờ yêu còn lại yêu. Còn nhớ cách yêu không? Mình cũng lãng mạn lắm. Yêu là chắc là mình lãng mạn. Anh hãy kể một cái hành động mà lãng mạn nhất anh đã từng làm đi. Tại vì cái mối tình đầu của mình gặp thì cũng chưa có lãng mạn lắm. Mà từ hồi mối tình đầu tới giờ chưa có mối nào nữa. Nên là giờ kêu mình lãng mạn không biết kể cái lãng mạn gì. Ví dụ như mà anh yêu một cô gái sắp tới nè ha. Thì anh sẽ làm cái hành động gì mà đối với anh đó là lãng mạn? Cái ngày sinh nhật của cô đó thì mình sẽ sắp đặt một cái địa điểm và mình không báo trước. Dạ. Và mình tặng những cái món quà cũng không báo trước. Dạ. Đến cái ngày đó thì tới giờ đó sẽ đến. Anh không có báo trước chứ mà giờ anh báo cho mấy triệu người đang xem chương trình rồi đó. Lãng mạn là gì? Lãng mạn là nó bất ngờ là một cách rồi. Nhưng nó phải với không gian rất lãng mạn. Thí dụ như anh tổ chức ở ngoài trời ha. Anh mướn cái đội xe xịt nước rồi kia ha. Xong rồi tới cái cô gái vừa tới cái xịt nước mưa xuống cái anh tặng bánh kem trong mưa. Ướt bộ đồ xịn của người ta, tao bạo tao chửi. Ủa lạnh quá cái anh vô ôm, để anh ôm cho em ấm. Thí dụ như thế mới là lãng mạn. Lãng mạn này rất là hơi khó. Lãng mạn nó cũng hay lắm anh. Đó, lâu lâu mình ở nhà mình nấu cơm, nấu nước này kia. Mình dọn bàn sẵn mình rồi giấu đâu về hù cái đẩy mâm cơm ra. Cái việc mà gia đình thì mình làm được hết tất cả. Được hết luôn anh Hoàng nấu hả? Nấu cơm, nấu nước, tất nhiên là dọn nhà, quét nhà là làm được hết. Trời, giỏi vậy ta. Ủa giờ anh ở với ai trên đó? Sống mình. Mình hả? Thì tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, sống mình. Ở nhà riêng luôn? Thì có cái nhà chung cư ở Biên Hòa đó. Rồi vậy sẵn sàng, khỏe rồi đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Cô gái thì dễ coi. Dễ coi là sao? Sao là coi dễ coi anh? Cao thì khoảng 1m
55 đến 65, tại mình cao 1m65. Rồi. Nặng thì khoảng 45 50 kg. Sở thích thì cũng giống mình cũng muốn và sở thích giống như mình là thích đi du lịch. Du lịch. Dạ. Nhưng mà anh có yêu cầu gì về con cái này kia nữa không? Mình cũng muốn tiến tới hôn nhân để có con chứ. Ừ. Tại vì hiện giờ là mình sống là có một mình thôi, cũng hơi buồn. Rồi muốn có con đúng không? Muốn trai hay gái? Trai gái gì cũng được. Cũng được, có con là được đúng không? Dạ. Là cưới về là đẻ liền ha. Chú đệ cũng kể rồi đó. Dạ. Và sẵn trớn nói luôn là anh có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Phụ nữ mình không thích, thứ nhất là về cái trang điểm thì mình không có thích nhộm tóc nhiều màu quá. Nhộm cỡ này được không? Nhộm tóc này là tóc màu gốc, đừng có xanh đỏ vàng tím nhiều quá. Dạ. Cô gái bên kia rất đoan trang anh à. Rồi. Nên là được hết á. Mặc quần áo sao kín đáo. Mặc quần áo thì kín đáo. Sexy chút được không? Cái đó là đi lễ hội thôi chứ. Còn cô giáo mà thì tất nhiên là cũng phải bằng đồ nghiêm chỉnh rồi. Kín đáo cỡ vậy được chứ anh? Kính như bưng luôn anh thấy không? Rồi em bây giờ anh sẽ đi về nhà em để mà em nói chuyện với cô gái của em đây. Chào em gái. Dạ chào anh. Em thấy những cái nhu cầu anh ấy đưa ra nó có hợp với em không và đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc 50-60. Gì ít vậy? Có vấn đề gì 40% là cái gì vậy? Anh đâu có đòi hỏi gì đâu. Ừ. Chỉ có là ví dụ như là chiều cao là em thấy ok nè. Cao ok nè. Chiều cao em có 1.5m à. 1.5m hả? Ừ. Mang guốc vô là thành 1.55m là được rồi. Anh đòi cao đâu cũng đâu cao lắm đâu. Anh đòi là cũng 55 thôi. Dạ. Xinh đẹp là được rồi. Rồi còn gì không em thấy chưa đáp ứng được nữa nè. Có cái đó à. Cái đó thôi hả? Vậy là 90% rồi. Có cái đó thôi mà trừ hết người ta hết 40%. Rồi giờ anh muốn là có con liền nè. Được không? Dạ được. Được ha? Dạ. Quan trọng anh có được hay không á. Còn phụ thuộc bên kia nữa. Mình cũng lâu lắm rồi đó. Mình ở không cũng lâu lắm rồi đó. Thì mấy cái điều kiện đó có... Hệ sinh thái. Hệ sinh thái anh ổn định không? Tốt. Tốt. Tốt đúng không anh? Rồi được. Rồi. Hệ sinh thái đang hoạt động tốt. Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn. Ừ. Cao từ 1m6 đến 1m7 là được. Có luôn. Hiền, thông gia trưởng. Anh hiền rồi đó, anh toàn là cấp bằng khen, giải thưởng với lại thành tích không à. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu thôi. Trời nào cờ bạc được. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc luôn. Trời ơi, quá lý tưởng. Thấy ổn rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Đánh phụ nữ. Đánh đâu? Không đánh đâu. Không bao giờ có luôn. Người này là coi như là yên tâm. Mẫu mực lắm. Mẫu mực lắm. Còn gì nữa không? Không lăng nhăng. Không có dám lăng nhăng. Yên tâm. Lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền. Có tổ chức đàng hoàng, thấy không? Cái này là yên tâm, đôi, mỗi mặt anh bao em luôn. Ráng đẻ cái là cấp giấy khen luôn. Đó, được không? Thấy ổn định rồi. Cậu đó. Cậu về khỏe không? Dạ. Báo cáo nhà gái hơi dễ thương đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Anh ơi mình đi với ai vậy anh? À, đồng nghiệp, 4 đồng nghiệp đây. À, dạ. Cùng cơ quan hết. Rồi xin mời đại diện có ý kiến thế nào? Anh Hoàng là trưởng phòng của tụi em. Thì anh Hoàng là một người rất là thật thà, hiền lành, tốt bụng. Tuy là trưởng phòng nhưng mà anh ấy cũng như là một người anh đối với tụi em. Rất là quan tâm rồi rất là tâm lý ạ. Và hồn nhiên vô tư lắm ạ. Nên khó là... tính không em? Dạ không, dễ tính lắm ạ. À rồi. Dạ cho em hỏi là mình có nhận xét gì về nhà gái của em không ạ? Dạ thì em thấy chị rất là dễ thương, hiền lành. Hợp dễ thương, hiền lành. Dạ cũng hợp chắc khoảng 80-90% rồi đó. Cảm ơn nhà trai. Dạ, mình đi với ai? Mình đi với cô. Dạ, rồi, chào cô ạ. Thương thì rất là hiền, ít nói. Mẹ thì mất, chỉ còn bà. Nhà có hai chị em. Thấy cô nhận xét thì thấy cháu trai bên đây cũng được, dễ thương. Thì do nơi hai cháu rồi cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Cũng nhờ hai MC mắt tay. Cảm ơn cô, thấy cặp này được á. Linh thấy là cặp này được á nha anh Hoàng. Bây giờ mình mở rào cho hai người gọi là gặp gỡ nha. Mở rào. Hôm nay anh có cái bó quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ hôm nay em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Đây là bông sen đá.
tượng trưng cho cái hình ảnh của em. Khi mà anh để lên phòng làm việc của anh thì mỗi lần anh nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em. Ừ, cảm ơn em. Đúng luôn, hát cái bó hoa này á thì anh cũng mua là cái bó hoa hồng để tượng trưng cái tình yêu. Dạ, cảm ơn anh. Anh xin hát tặng cho em bài ca Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Dạ. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏ hương, và cây ơi hãy khắc khè cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo đẹp, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm hoa nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Dạ cảm ơn anh. Anh tập bài hát này lâu chưa? Không có tập, nhớ nhớ. Cái này đâu phải ca. Nhớ nhớ. Anh hát người ta nghỉ hôn nhau luôn á. Cái này chắc anh thuộc bài anh đọc cho nó tới luôn chứ. Trời vậy nó tưởng đâu hát ôm hoa là hát vô lãng mạn. Em mốt về phải tập bài này lại nha. Rồi bây giờ nghe cô giáo hát nè. Hôm nay đến chương trình thì em cũng có một bài hát tặng anh, lục đạn nhỏ thôi nha, tại vì em cũng không có thuộc lời nhiều lắm á. Bài hát được mang tên Phải Chăng Em Đã Yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say từ những trời mây khuất xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Dạ hết. Hai người đấy. Nói chung là hai người này thấy hợp vụ ca rồi đó. Rồi thôi về ghế ngồi đi anh Hoàng. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn. Em cũng thấy anh nhìn chững chạc, hiền, dễ thương. Mà anh nói là anh ở Đồng Nai đúng không anh? Anh đang làm việc ở Biên Hòa, và ở Biên Hòa luôn. Nếu mà ở Biên Hòa, em ở Sài Gòn vậy thì nếu mình gặp nhau thì sẽ như thế nào anh? Là bao lâu thì mình gặp nhau một lần? Từ Biên Hòa mà tới Sài Gòn thì gần mà. Mỗi tuần gặp một lần cũng vẫn được. Anh ơi, gần á, mỗi ngày gặp. Chứ mỗi tuần gặp lần hơi ít anh. Mỗi ngày còn bận công việc. Mình làm xong á, mình tranh thủ mình xẹt về một cái, mình chạy lên. Cuối tuần mình chơi lâu hơn, cuối tuần mình chơi nguyên ngày. Nếu mà hẹn hò thì là anh thích đi đến những nơi nào? Thích đi tới, một là xem phim, hai là tới một cái khu du lịch. Em có nghe anh nói là anh thích đi du lịch, thì em cũng thích đi du lịch lắm. Em hay đi qua những cái tỉnh này tỉnh nọ, hoặc là thỉnh thoảng cũng có đi qua những cái nước khác á, để khám phá những cái nền văn hóa mới, những con người mới. Anh mới mốt mà nếu mà có hẹn hò thì anh có thích đi du lịch cùng em không? Có thích chứ, anh sở thích của anh là đi du lịch mà. Dạ, yeah. Anh có gì muốn hỏi em? Nếu mà mình gặp nhau á, để trao cơ hội cho nhau á, thì em có muốn là bao lâu tiến tới hôn nhân không? Dạ thì em cũng lớn tuổi rồi, thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm được không anh? Thì thời gian đó cũng để tìm hiểu nhau được cũng đủ rồi. Dạ. Em có biết nội trợ chứ nấu ăn đâu đó? Dạ nội trợ thì em biết, mà em làm những món bình thường thôi, thí dụ như là món xào nè, món chiên nè, rồi nấu canh, nấu súp. Còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó với em là không được. Phở bún bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi. Phở bún bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi. Dễ thương quá. Còn những cái món kia thì hợp với anh, tại anh thì cũng thích ăn những cái món bình dân thôi. Dù con cái luôn nè. Nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì em muốn có mấy con? Em thích có 2 hoặc 3 đứa cũng được. 2-3 đứa hả? Dạ. Đừng cười lại. Sao anh cười dữ vậy anh? 2-3 đứa thì theo anh thì nó cũng hơi nhiều. Anh thì chỉ 1 hoặc 2 thôi. À. Tại vì điều kiện mà con ít thì mình có cái điều kiện chăm sóc nhiều hơn. Với lại ảnh chỉ 1-2 thôi. 1-2 con ra công chức mà không được con công chức không có được nhiều. À dạ. Rồi bây giờ nè, anh tiến tới anh nắm tay bạn gái, xong rồi mình nói những cái lời nào mình suy nghĩ về cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy có thể quyết định. Thì hôm nay thì anh cũng đến cái chương trình, thì anh cũng lần đầu tiên gặp em, thì thấy em rất dễ thương. Dạ em cảm ơn. Anh rất quý mến. Dạ em cảm ơn anh. Sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Dạ
em cũng thấy anh rất là dễ thương, thì mình cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ để tay vào nút bấm thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha, phải thật lòng. Nào, 1 2 3 Hết thời gian. Tự nhiên hồi nãy nghe bên kia bấm một cái cục rồi, mà bên đây sao chần chừ chưa bấm mà hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Hai anh chị hợp lắm đó. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Bây giờ hai người ôm nhau một cái đi. Đó, ôm chặt vô. Chúc mừng hai anh chị. Và đây là những món quà dành cho hai bạn. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Thì nếu như mà mình gặp mặt thì anh dự tính như thế nào? Thì có thể mỗi năm gặp nhau một tạm, gặp 2-3 lần. Lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó. Ồ, vậy là anh... Vậy có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa. Tăng lên. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả trong khán phòng này. Em tên là Lê Chuyên Đình, em đến từ Hà Tĩnh, năm nay 34 tuổi. Hiện nay em đang thích lọng và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ạ. Làm Biên Hòa em làm công việc gì? Dạ, em làm bên cán bộ kỹ thuật. Cán bộ kỹ thuật hả? Dạ. Kỹ thuật về gì em? Cơ sở hạ tầng ạ. Cơ sở hạ tầng? Dạ, dạ. Rồi, bây giờ tới nhà gái nè, mình giới thiệu mình đi. À, dạ, em xin tự giới thiệu một xíu. Em tên là Vương Yến Nhi. Em sinh năm 1987. Hôm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu. Sinh sống với gia đình ở Bình Thạnh. À, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy em? Ưu điểm của em thì em rất là chăm chỉ. Em biết lắng nghe và chia sẻ. Về nấu ăn thì những món đơn giản thì em nấu được. Đừng có quá cầu kỳ thôi. Còn khuyết điểm của em thì em hơi trầm tính, em ít nói á chị. Em còn một cái ưu điểm nữa mà em không có nhận ra, đó là em rất là xinh đẹp. À dạ, em cảm ơn ạ. Ở bên đây xinh đẹp lắm đó nha, nói trước nha. Ưu điểm, khuyết điểm nhà trai là gì? Rất là tận tình với công việc, yêu thích trẻ con à. Và lời tuyệt của em là em không hút thuốc. Không hút thuốc. Có khuyết điểm gì không em? Em khuyết điểm thì nhiều khi em cũng là một người cẩn thận quá. Con đường tình duyên của em thế nào, em nói cho nhà gái nghe luôn. Trải qua 30 tình thôi, thì em quen đến mang. Nói chung là trải qua vài mối tình nhưng mà không đâu tới đâu hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình nghe cái tình trường của nhà gái nè, mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì cái mối tình cuối của em là em chia tay chắc cũng hơn 4 năm rồi à. Thì sau khi mà chia tay xong thì em có cảm giác giống như là mình hơi chán nản á chị. Lười yêu luôn hả? Đúng rồi, em hơi lười yêu và em không có muốn tìm hiểu một cái mối quan hệ mới. Thì đến như hiện tại thì em có thể mình cởi mở, cởi lòng thêm. Thoải mái rồi đúng không? Rồi. Bên đây người ta 3 mối tình nhưng mà người ta cũng đâu có buồn bã dữ vậy. Để đi qua coi bên đây làm sao mà buồn dữ vậy ta? Chào chị. Chào em. Dạ. Sao mà cái giọng buồn hiu vậy? Dạ chắc cái giọng quê của em nó không nói, không nhảy làm gì. Ờ. Dạ. Nói lớn lên rồi bên đây người ta dễ nghe. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị. Muốn có một người bạn gái nó như thế nào nè? Chỉ cần một người hiểu và thông cảm cho em. Nói chung là cần một người thông cảm cho lịch trình làm việc của mình đúng không? Dạ, dạ, còn dạ. Cao thấp mập ốm gì không quan trọng hả? Dạ. Ờ, dễ thôi. Dễ. Ừ. Bạn gái. Dạ, dễ anh. Thương quá. Em không thích điều gì đàn ông? À, em không thích đàn ông có tính gia trưởng. Cực kỳ ghét cái mùi thuốc lá, thành ra em cũng không thích luôn. Bạn đây không hút thuốc mà chắc tính gia trưởng không nổi rồi đó. Thấy nói chuyện rất là hiền luôn rồi đó. Dạ. Ừ. Thực ra cũng không có cái mẫu hình cụ thể. Chỉ cần người đó giống như là cao hơn em phải từ 1m65 trở lên. Rồi, cao hơn có. Không cày không bớm, dáng người bình thường. Mình đó là cân đối lắm. Dạ. Ừ. Em đi với ai? À, dạ, tại vì ở nhà em cũng có bận việc đó, nên hôm nay em đi một mình. Rồi,
Không sao. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với ông chú của em mà. À, có chú cơ sở đó, đó hả? Dạ dạ. Rồi chào chú ha. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Nhìn cháu gái thì cũng rất là hợp với bên đỉnh cho các cháu thôi. Cũng xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Thôi bây giờ mở rào cho hai bạn nói chuyện với nhau đi nha. Mở rào. Dạ chào. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Mình mở ra xem quà bạn gái tặng là gì. Em tặng anh một cuốn sách với lại cà phê để khi mà anh rảnh rỗi thì anh có thể uống cà phê và đọc bài. Còn em. Em cảm nhận là như thế nào? Thấy anh thì cũng là người hiền lành hả? Cũng chưa có tiếp xúc nhiều nên cũng chưa có nhận xét về anh rõ hơn được à. Cảm ơn em. Cái quan điểm của anh về bạn gái của anh á, sau này thì như thế nào? Thứ nhất là chung thủy thà là mình có thể là hiểu nhau. Nếu mà nói thẳng ra thì mình cũng hơi xa nhau quá. Thì nếu như mà mình gặp mặt á, thì anh dự tính như thế nào? Thì có thể mình năm gặp nhau một tháng, gặp 2-3 lần. Lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó. Ồ, vậy là anh... Thì có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa. Tăng lên. Nếu như mà sau này mình có thể cho nhau cơ hội á, thì anh có ý định gì về công việc hoặc là nơi ở của anh không ạ? À? Mình làm việc cái đấu mà thân lời nhất cho hai vợ chồng. Hồi hộp quá hả? Hồi hộp thôi giờ hát bài đi. Hít thở vô anh, hít thở sâu vô. Rồi. Nãy giờ ngồi đây hồi hộp lắm. Đây anh xin gửi tới bạn gái đây thêm bài ca khúc mang tên là Giấc Mơ Chappy. Yeah. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhìn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, anh nghèo cũng có cây đàn Chappy. Khi rung lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, hồn người ra gửi lấy. Ôi ra gửi lấy những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chappy. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chappy. Tôi yêu Chappy không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chappy chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi Chappy. Hát nghe lớn liền ha. Hát là lớn liền mà sao nói nhỏ quá. Đỡ rung chưa? Hát đỡ nghe đỡ chưa? Buồn liền á. Đỡ rung chưa em trai? Dạ, cậu này làm có đỡ rung mà. Anh có đang vội kết hôn không? Không, không em. Không à? Ờ, thì thực ra em đến đây mình cũng để cho mình một cơ hội để mình gặp một cái bạn nam xem có phù hợp với tiêu chí của mình không. Thì em cũng chắc có duyên nên mới gặp được anh. Thực ra là em đăng ký từ hồi tháng 3 đến giờ thì thực ra là cũng được rồi. Nhưng mà vì dịch á, nên hiện tại thì mới gặp được anh. Em thì cũng muốn một người đàn ông có thể chăm lo được cho gia đình. Về chuyện hôn nhân á, thì em mong cái người nam đó có thể sinh sống, làm việc và ở gần nhất có thể. Thì anh còn nói với em hồi nãy là đất lành thì chúng ta vừa đâu cũng cảm thấy thuận lợi, thì mình trả lòng ở đó, mà đặc biệt là gần bộ gần mẹ này thì nó sẽ tốt hơn. Cô gái này cô rất là mong muốn là lấy một cái người đàn ông, có người đàn ông ở gần, đỡ đần chăm sóc. Nói chung là ý định của cổ là sống ở Sài Gòn. Yeah, yeah. Đó, thì không biết là cái anh này anh có đi theo, và nếu như đi theo như vậy á, thì cái câu hỏi sâu xa hơn của cổ nữa đó là cái công việc á,
nó thay đổi như vậy thì nó có tốt cho anh hay không, để mà anh củng cố cái vấn đề kinh tế ở trong gia đình. Việc anh đi lại này kia thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà anh cũng muốn là hai đứa hiểu nhau một tí rồi mình từ đó bắt đầu mình mới hài hòa mọi việc lại thì nó dễ hơn. Thì hiểu nhau tí rồi hài hòa lại. Câu chuyện thì nó cũng đã rõ ràng rồi, bây giờ quyết định giữa hai người thôi. Chúng ta trả lời bằng nút bấm em gái nha. Dạ. Nào, để tay nút bấm đi em trai, bên đây tay trái. Chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Ai, rất tiếc chúng tôi đã biết được cái kết thúc nữa rồi. Em gái thì có một nhu cầu khác, còn em trai thì rất là tiếc điều đó. Hay là những người bạn với nhau nha. Dạ, cũng có duyên mới gặp được anh. Đúng rồi, có dạ. Duyên. Em là người rất là văn minh hiện đại đó. Anh rất là thích tính của em. Rất rõ ràng. Rất là rõ ràng. Vấn đề gì là sẽ nói ra ngay từ đầu liền. Mình có thể là bạn với nhau nha. Để có thể xin số điện thoại giao lưu trao đổi với nhau cho nó vui. Dạ. Có lúc nào nó lên Đồng Nai thì uống cà phê. Khi nào em gái em xuống đây thì có thể uống cà phê với nhau. Hả? À, thực ra thì anh cũng đừng có nghĩ là em chảnh hay là gì hết. Thực ra không có. Chỉ là anh cũng chưa có đúng với lại cái người mà em thật sự cần. Ok, đây là những món quà dành cho các bạn nha. Thế là anh có chơi cầu lông không? Anh cũng có chơi cầu lông luôn em. À, dạ vậy tốt quá. Ngoài cầu lông ra em còn có muốn chơi môn nào nữa không? Thì anh dạy em luôn. Trời ơi. Thực sự ra em chỉ có hai điều thôi. Một điều là bạn nữ đó phải biết tự chăm sóc chính bản thân của mình trước. Tại vì khi chăm sóc bản thân của bạn đó tốt nhất thì bạn đó mới chăm sóc những người xung quanh tốt hơn. Thì em nghĩ là phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi có một người đàn ông công nhận người ta đẹp. Nếu có nhiều người đàn ông công nhận họ đẹp thì họ đẹp thật sự mà. Và họ có quyền làm đẹp. Dạ, nên họ có quyền làm đẹp thôi. Hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở. Nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, có bà bạn đã giỏi luôn. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Ngồi đi chứ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Hoàng Đạt, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Bây giờ tới nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Dung, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Long An. Long An ở đâu cưng? Dạ, Long An ở Đức Hòa, cũng giáp ranh thôi, cũng gần. Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, chuyên về mảng kinh doanh. Thật ra thì từ đi tỉnh Lộ 10 lên thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì mấy ha. Gần lắm, xa, đúng rồi. Đi chút xíu tới thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Điểm mạnh của em thì em hay hát. Điểm yếu của em là hát không hay. Và tính cách thì em vui vẻ, hòa đồng. Với lại em tạo câu chuyện trong những cái cuộc nói chuyện được. Em thì em hay chơi thể thao. Em biết nấu ăn. Cũng có nhiều người nhận xét là em nấu ăn ngon, nhưng mà đó là nhìn nếm thôi. Còn em tự nếm thì em cảm thấy nó bình thường. Khiêm tốn. Mời nhà gái. Nhà gái bên đây khi mà nghe nói tới nhà trai ở bên kia biết nấu ăn và nấu ăn ngon á, thì nhà gái vỗ tay dữ lắm nha. Coi bộ chắc là thích có một người yêu mà biết nấu ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tại vì điểm yếu của em là nấu ăn không ngon. Nhưng mà em biết nấu, em cũng có thể nấu được. Nhưng mà em nấu không có ngon. Với lại bạn em cũng có cùng sở thích với em là chơi thể thao á. Anh ơi, không biết là anh có chơi cầu lông không? Anh cũng có chơi cầu lông luôn em. À, dạ vậy tốt quá. Ngoài cầu lông ra em còn có muốn chơi môn nào nữa không? Thì anh dạy em luôn. Trời ơi. Dạ, điểm yếu của em chắc là em dễ cọc á chị. Mà cái này là nên sửa. Lan đó, chị cũng hay cọc lắm á. Giờ bớt rồi, giờ bỏ bớt rồi. Không, em cũng khó tính với hai kỹ tính đó chị. Những cái món đồ mà em đặt đúng vị trí đó, về bị người khác xê dịch, em nhìn em rất là khó chịu. Cái này là cũng hơi khó nè nha.
Dạ không, em thấy cái đó bạn nữ giống em. Em cũng là người khá là kỹ tính và em khá là cầu toàn. Đã không dọn thì thôi, chứ đã dọn là phải dọn cho kỹ. Thấy chưa, thấy đàn ông bên tôi chưa? Cái này thì giống em. Điểm mạnh của mình là gì? À, dạ, điểm mạnh của em chắc là em lễ phép. Em chưa bao giờ gặp người lớn nào mà không thích em hết. À, với lại em cũng siêng năng á chị. Thì em cũng chịu khó làm việc. Dạ vậy thôi, còn gì nữa không? Dạ chứ điểm mạnh của mình nói nhiều quá người ta nói mình ta phải. Ờ à, đúng rồi. Hay á, cái điểm này hay à. Nhà trai có mấy mối tình rồi? Em thì có khoảng 4 mối tình, em là một người rất là nhiều trong tình trường anh ạ. Trời đất ơi, 95 mà 4 mối tình luôn hả? Dạ đúng rồi, mối ít nhất là khoảng 6 tháng, còn mối dài nhất thì em tính là khoảng 3 năm. Dạ 3 năm thì mối tình đó là ở hồi đại học của em, đi cùng chung một cái đội công tác xã hội. Ừ. Thì mình vô tình gặp xong rồi quen biết nhau rồi ngỏ ý với nhau thôi. Nhưng mà 4 mối gì có đau khổ không? Dạ mối này đau khổ hết á. Mối nào cũng đau khổ hả? Dạ vâng. Trời ơi, thấy thương không, thấy chưa? Trải nghiệm chi khổ dư trời. Người ta trải nghiệm ít thôi, người ta đỡ khổ. Nhưng mà để cho hoàn hảo sau này chị ơi. Ừ. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Vậy là giờ là đầy đủ kinh nghiệm để yêu đương rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ngon lành, 4 mối rồi. Giờ mối thứ 5 là mối cuối luôn á. Rồi bây giờ nghe cái tình trường ở bên đây nè. Tính ra em cũng hai mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là thời đi học không có gì thì trong sáng. À, mối tình thứ hai là tầm 2 năm trước. Em có quen một bạn nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà do là em tuổi dần cho nên gia đình bạn đó không có ủng hộ. Ừ. Thì tụi em cũng cố gắng nhưng mà không tìm được tiếng nói chung của hai gia đình đó. Cho nên là chia tay. Em nghe anh nói những cái sở thích với lại những cái tính cách của anh thì em thấy là nó khá phù hợp với cái mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà nếu cao hơn em một chút xíu thì càng tốt. Cao hơn em một chút càng tốt phải không? Đen trắng thì cũng được đúng không? À dạ được. Rồi để chị qua chị thám thính cho. Bên đây cao là được á. Đúng chị. Chào em. Chào em, chào chị. Được không? Xém chút là không được rồi. Không, chị tại em ăn guốc ạ. Để có gì nếu mà hấp thôi em tháo guốc cũng được không sao? Ừ à, đó. Người ta chịu, người ta không ăn guốc luôn á. Được chưa? Bên đây được đây nha. Nhanh, nhanh nè, năng động nè. Ga lăng nè. Trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm luôn nè. Cũng trắng trẻo chứ không trời, có cũng ngon chứ bộ không có ngâm ngâm đều không được cao như bên ý kia cao hơn nhiều thôi, nhưng mà quan trọng cao không là do cái đầu thôi. Hay quá, hay Mai nói con này hay à. Rồi sao bên kia người ta vậy, người ta yêu cầu vậy đó, mình có đáp ứng được không? Dạ em đáp ứng được chứ. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Ừ, em nghĩ là 80-90% ạ. Vậy là nhiều lắm á. Dạ đúng rồi, tại đầu tiên phải tự tin vào bản thân mình trước chứ. Hay, không phải tự tin. Mà nãy nhà gái nói á, là những gì nhà trai nói á, hình như hợp với em hết trơn hết. Nhà gái tuyên bố trước mà nhà trai cũng thấy vậy luôn. Dạ, giờ mẫu hình bạn gái của mình là như thế nào nè? À, thật sự ra em chỉ có hai điều thôi. Một điều là bạn nữ đó phải biết tự chăm sóc chính bản thân của mình trước. Tại vì khi chăm sóc bản thân của bạn đó tốt nhất thì bạn đó mới chăm sóc những người xung quanh tốt hơn. Cái thứ hai là em muốn một người kiểu như rất là lễ phép. À, nói nghe, có mấy ông cũng nói vậy đó. Dạ. Bạn gái phải chăm sóc bản thân bạn ấy là chính. Dạ. Bạn về suốt ngày cứ tô son trét phấn quần áo đi chơi suốt. Dạ em thoải mái vấn đề đó lắm. Tại vì em nghĩ là phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi có một người đàn ông công nhận người ta đẹp. Nếu có nhiều người đàn ông công nhận họ đẹp thì họ đẹp thật sự mà. Dạ họ có quyền làm đẹp. Dạ họ nên họ có quyền làm đẹp thôi. Được, câu này cũng hay. Vậy thoải mái, những người đẹp cứ làm đẹp. Chuyện cuộc sống để đàn ông lo. Anh Linh qua thám thính cho em thôi. Để em, để anh. Để anh. Không lẽ giờ không cho qua chứ. Sao vậy? Không có việc gì phải thám thính hết trơn, người ta là tuyệt vời rồi. Đúng không mọi người? À. Nhà trai qua nha. Ngó gì thì ngó đi. Dạ thôi chú. Xin chào, chào cháu. Cười tươi. Con rung với chú ơi. Con rung bình thường đi con. Cuộc sống hiện đại là không ai sợ ai chứ á. Dạ. À, quan trọng là mình sống thật với nhau, mình chân tình với nhau được rồi. Được, con đứng lên coi con có thể cao hơn nhà trai không? Dạ, tại con mang đôi guốc tốt rồi chú. Bên đây sẵn sàng bỏ guốc. Rồi, được rồi. Nhí nhảnh, dễ thương, nhỏ nhẹ ha. Có rung động chưa? Hả? Có rung động chưa? Có rung chi? Tự nhiên đi hỏi mà. Tự nhiên đi hỏi ông Mai của người ta có rung không? Nó hỏi tao rung là mệt đó nha. Trời đất ơi. Rung dùm. Rung dùm à? Dạ. Được, nói chung á là dễ thương. Dạ. À, được á, bây giờ à, mình lắng nghe ý kiến người thân mới là xong thôi. Em gái đi với ai cưng? À, dạ, em đi với bạn thân của em. Đấy, bạn thân sao là
thân bạn vậy đó. Con thấy thằng trai thì rất ok luôn. Thấy tính cách của hai người cũng có những điểm rất là tương đồng với nhau. Bạn hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở, nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, có bà bạn đã giỏi luôn. Thì anh có thể chở bạn đi vòng vòng á. Trời ơi, nói chứ tham khảo thêm là một vài món ăn ngon ở thành phố, chở bạn đi là ok. Bạn kiểu như là lúc đó là bạn hiền lắm kìa, dễ thương lắm, kiểu như trang một con cún con vậy, có được ăn vô là dỗ được bạn liền luôn á. Đúng là bạn của biết điểm yếu hay chưa, bạn thân tiết lộ có gì cứ dẫn dàng là xong. Dạ cảm ơn em. Thì cảm ơn bạn luôn nha. Nào thì ngày ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại một chị đồng nghiệp là sư tỷ của em ạ. Sư tỷ? Dạ. Chào sư tỷ. À, em thì vừa là sư tỷ thì vừa là đồng nghiệp của Đạt. À, chàng trai đó ấm áp lắm. Và chị nhìn bạn này chị cũng thích lắm nha Đạt. À, cái cảm giác khi bạn bước ra, chị cảm giác mình một người phụ nữ là mềm mã và dễ thương, nhẹ nhàng lắm. Cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn chị. Hai cái người này gặp nhau là vui như Tết vậy đó. Ai cũng có một cái tính năng động riêng của họ ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Trai gái đều hiện đại hết, thông minh nhanh nhạy hết. Bắt đầu đi Đạt. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tặng là anh. Cái này là một cái con thú nhồi bông hình Superman. Thì kiểu như em cũng mong muốn anh sẽ biến thân thành một cái siêu anh hùng để bảo vệ em. Ok anh chị. Ý là của nó mình men, phải men đó nha. Anh có suy nghĩ tới việc lập gia đình chưa? Khoảng tầm năm sau hoặc có thể thêm một năm nữa là hai năm nữa. Nếu mà bạn gái của anh còn thêm tầm 3 năm nữa thì anh nghĩ sao? Đối với anh, việc mà quen nhau dài ngắn hay việc kết hôn dài ngắn, thời gian chờ đợi không quan trọng. Quan trọng là miễn khi mà mình, lúc mà mình quen nhau, thời gian đó mình hạnh phúc là được. Em cũng ủng hộ ý kiến của anh, tại vì em nghĩ là mình cũng còn trẻ, còn cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp này nọ. Khi mà mình có sự nghiệp ổn định, khi mà mình đến với nhau thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Cho anh hỏi một xíu, em thích núi hay thích biển? À, em thích biển. Ừ, tại là em thích Nha Trang rồi đó, hai chúng mình có điểm chung rồi đó. em cũng từng đi Nha Trang một lần. Vậy năm nay nếu như mà dịch cũng đỡ thì mình có thể đi du lịch, nhưng mà anh muốn là mình sẽ đi cùng với nhau. Nếu có cơ hội. Cơ hội là do chính mình tạo ra nè. Dạ. Vậy để anh tạo ra, anh rủ em thêm nhé. Trời đất trời. Em rất sẵn lòng. Rồi bây giờ hai bên tiến lại coi nào ha. Đạt đi tới nắm tay bạn gái coi. Giờ nắm hai tay nhìn thẳng coi. Hả? Có đo cái chiều cao thấy ổn không? Vua cao chi một cái dấp hoài phải chưa? Vua chi giờ không biết nữa hả? Em luôn chị. Đấy để anh giữ cho đỡ luôn. Cái gì đâu. À hồi nãy anh nói là anh hay hát nhưng mà anh hát không có hay. Dạ. Thì thôi để anh tặng em một bài hát, tại vì anh nói là ngày hôm nay chị hát cho mỗi mình em nghe trước và không hát cho ai hết cả. Thì ok để anh hát nha. Em muốn ăn cả thế giới đúng không? Thì để anh hát cho anh này. Bó em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở tít xa tận ngoại ô, vứt hết những bao tô dưa trôn Sài Gòn đông đúc xô bồ, gạt bó buồn phiền đằng sau, dù mình sống như là đèn vâu, về mình nuôi thêm cá, mệt quá thì trồng thêm rau, ăn chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt cứ từ mình lau, tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau, chỉ cần được có nhau. Em cảm ơn anh. Vậy rồi quá, vẫn nắm tay đó. Sao vậy, em vẫn nắm hả? Vẫn nắm tay đó, đúng không? Nào, vậy tới cô gái anh đi. Anh cho em hỏi thêm câu nữa, anh có thích đi du lịch vòng quanh thế giới không? Hiện tại là anh chưa xuất ngoại, bây giờ nghĩa là anh chưa đi nước ngoài. Tại vì ước mong của anh là anh muốn đi hết 54 tỉnh thành ở Việt Nam để rồi anh mới đi ra nước ngoài sao? Còn em sắp được đi rồi, tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Wow. Anh là cả thế giới đó hả? Hai đứa nó thông minh lắm, dễ thương, tôi đánh giá không sai. Được rồi. Ghê lắm. Ok, về vị trí đi nào. Giờ hai bạn tay nút bấm đi. Em bấm luôn được mà. Trời ơi, gấp vậy. Thích là bấm. Em bấm rồi đó. Thích là bấm. Bên đây cũng bấm luôn rồi. Khỏi đếm. Thấy chưa? Thích là bấm. Mà bấm là khỏi đếm.
ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, tự tin như thế. Cuộc sống hiện đại cần những điều đó. Hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất, mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Thế nè, ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa, rồi anh có ngại không? Nếu nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân hả? Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn, thì đó chính là cái tuổi thanh xuân mà em bắt đầu. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với anh Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất, mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Chia buồn với anh vì điều đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong muội thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. Dạ chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, và muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Nhà gái
mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43, thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy, thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Được đó. Mỗi mối không được mất đền à. Người ta đi với ai? Thật sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang kiểm tra online đó, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình thôi. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống những gì mà nãy giờ Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh, không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này cảm ơn em chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà vạt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra một lần cuối thôi nhé. Ồ, một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9? Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6, nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng, anh có thích không?
Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần à, mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày, tặc mày. Giải thích sau. À, Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được? Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm. Là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân ạ. Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn, thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không, nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm 3 câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài. Dung đi, hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng anh chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút.
bởi vì em lăng hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. Thế là dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi khổ báo cáo trồn á chị. Hồi xưa thì ai ăn hiếp em á thì em im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn. Em sực ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng. Nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. Sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nó không hoàng. Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Vũ ạ. Em sinh năm 1990 và em đến từ quê hương Bắc Giang ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh du lịch về dịch vụ cho thuê xe máy tại Phú Quốc ạ. Rồi mới từ Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng ạ. Rồi còn bạn gái em? Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương, em sinh năm 1994 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em làm cái gì? Hiện nay em đang làm sales admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ. Bây giờ từ Cần Thơ lên luôn á hả? Dạ mới lên hồi khuya. Thấy thương không? Hai bạn đều ở xa hết á. Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Nhà gái nói trước đi cưng. Về điểm mạnh của em á, em nghĩ là em là người biết điều, hiểu chuyện. Công việc nhà, nội trợ, nấu ăn đều có thể làm được. Công việc xã hội, đi làm công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam nở mặt. Rồi, ngon lành. Khuyết điểm của em thì có thể là suy nghĩ nhiều quá vào vấn đề nào đó, đôi khi hơi nóng tính. Thế là dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi khổ báo cáo trồn á chị. Hồi xưa thì ai ăn hiếp em á thì em im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn. Em sực ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng. Nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. Sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nó không hoàng. Trời đất. Trời ơi. Nói chung là cũng cá tính đó. Rồi còn bên kia. Thế mạnh của Vũ là gì Vũ? Thế mạnh của em là em linh hoạt trong công việc ạ. Bây giờ là bạn đang kinh doanh xe hả? Vâng ạ, em đang kinh doanh xe máy ạ. Bao nhiêu xe máy? Hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê cho cả khách du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok. mà lý do gì mà mình về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? Cũng có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài Phú Quốc ạ. Còn nhà gái, đường tình duyên sao nè? Trước đây thì em có hai mối tình. Một là thời đi học thì bỏ qua đi. Bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi. Sao chia tay, quen nhau lâu không? Dạ quen nhau cũng được 2 năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm. Thì bạn đó tính quá trẻ con đi. Chị cứ nghĩ đi, phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ. Mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi. Bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội rất là kém. Vâng, em này sao? Em cũng có hai mối tình ạ. Một mối tình vào năm 2014 thì bọn em có quen nhau được 2 tháng. Không hiểu lý do gì bạn ấy cũng có người mới và nên là chúng em cũng thôi không nói chuyện ạ. Mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ. Do bạn ấy còn đi học ạ. Chúng em cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau. Nhưng mà sau đó thì bạn nữ đi xem bói và có nói là tuổi của em và bạn đấy không hợp nhau. Nên là em cũng líu kéo nhưng mà không được. Thì thành ra đến lúc chúng em xong. Trời ơi, thiệt ông thầy bói này, người ta đang yêu nhau coi sao mà bỏ nhau luôn vậy trời. Tại ông thầy bói. Rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai thì sao? Hình mẫu của em thì giống như chị Mỹ Tâm ạ. Giỏi.
Chị rất năng động. Năng động. Anh thấy cô bên kia còn năng động hơn Mỹ Tâm luôn đó. Cô còn trấn nước người ta luôn đó. Lạ lạ em giấu á. Để tôi qua tôi coi coi. Chào chị ạ. Chào em. Giống chị Mỹ Tâm là về sự năng động nè. Vâng, xinh đẹp. Muốn xinh đẹp giống chị Mỹ Tâm luôn hả? Không, có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi. Còn sau đó bạn gái thì... đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Là bạn gái biết... chia sẻ và biết tôn trọng mọi người là ok ạ. Bên kia người ta là lanh lắm đó. Tôi nghe mà đó, trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó. Đó, về mà đòi đòi giống Mỹ Tâm đi. Em mà đẹp giống giỏi giống chị Mỹ Tâm em cũng nổi tiếng rồi. Đúng rồi, đâu có đi lên đây đâu. Đúng rồi. Rồi người ta mỗi người có một nét đẹp riêng. Khác với chú Hiền Linh, không có giống chú Mỹ Tâm. Có ai giống được hết chứ. Ừ. Cô này á, là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi. Một con người rất là mạnh mẽ. Rồi bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích một người có sự tinh tế trong cử chỉ và cứ để ý mọi việc xung quanh á, biết quan sát, có khả năng giao tiếp tốt và biết cư xử trong mọi tình huống á. Rồi. Khi mà nói chuyện thì làm em nể thì em sẽ im lặng. Và khi mà em còn ngồi cãi á, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em đó. Người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á. Ở cái tâm. Ở cái tâm. Có thích chiều cao, cao mập lùn như thế nào không? Em thích trên một, em mong là bạn nó sẽ trên 1m7, có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi! Bụng bia lắm hả Lan? Bụng bia nhỏ hơn bụng tôi nữa. Về uống bia nhiều vô, có hay uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Về uống bia nhiều vô cho bụng tôi lên thành bia. Làm ghế miền Tây vậy căng. Rễ miền Tây uống đế không đúng không? Phải nhậu nha. Trong nhà em thì uống bia thôi, nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Vũ uống nhiều không Vũ? Em chắc chỉ uống được, chưa được 2 lon bia được. Rồi xong, chắc không tới cửa phòng rồi. Mình phải xác định nha, mình quen con gái miền Tây là căng cái vụ đó lắm á. Vâng, em cũng nghe qua là các bạn nữ ở miền Tây thì uống bia nhậu tốt ạ. Không phải đâu, đâu phải tùy người. Chứ nhiều cô gái miền Tây cũng đâu biết uống bia không đâu. Không phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á. À, gia đình á. Gia đình á, người ta hiếu khách và người ta vô là phải uống đón được. Bằng rượu. Còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn. Em không thích ở bạn gái là hay ghen lung tung á. Có hay ghen lung tung không? Dạ, cái này thì tuyệt đối không. Cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều. Ở bên đây ta biết điều lắm. Em không có ghen lung tung đâu. Nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm. Chấn nước rồi. Bụng không có lo, trời ơi, về, bụng dễ lắm sao? Về ăn một vài tháng là bụng bự à. Về em nuôi là bao mập nha. Em bao mập bán luôn quán không? Cơm nữa nha. Rồi, hai người tự gặp nhau xong rồi mình đưa ra chứng kiến của mình nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Hôm nay đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ này gửi tới em. Dạ em cảm ơn, em cũng mở ra Vũ, mở ra Vũ. Với em thì em thấy cà vạt là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông. Nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh nè. Hợp lại cái quần, hợp cái quần luôn. Định mệnh. Định mệnh đúng luôn. Nhờ em mở cái quà ra coi coi là em gì. Em mở đi. Nha. Không sợ dây chuyền. Đeo luôn. Đem đeo cho bạn gái. Đó mọi người thấy không? Gọi là số phận duyên nợ rồi. Chắc là ai khiến. Đeo đi về sau đeo về bán cơm phụ bán cơm luôn á. Trời nó hợp với bộ đồ luôn chứ. Dễ thương lắm á. Rồi quay phía trước coi. Anh đã vào Phú Quốc lâu chưa? Anh vào Phú Quốc kinh doanh được hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hiện tại thì đang có anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trong này. Dạ. Rồi hỏi em anh... hỏi nữa nha. Em cứ hỏi đi. Anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì anh
Muốn kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở Phú Quốc. Khi nào mà sau chương trình này nếu mình có duyên thì mình sẽ ra Phú Quốc chơi một chuyến. Dạ. Em đang hơi sợ là anh Thiền quá có bị em ăn hiếp hay không. Em không muốn ăn hiếp người khác, em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên... Đúng rồi, có nghĩa là mình tôn trọng nhau. Anh là tại vì anh Thiền hay là tại vì anh đang run vậy? Anh thực sự anh rất hiền. Người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại là một cái chuyện khác. Trời ơi, nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á. Vợ bán cơm, chồng cho thuê xe, ôm hết luôn, bán thủy hải sản, mở cái quán luôn ngon. Đúng không? Cô này cũng lanh lợi, cô bán được lắm á. Em nhìn thấy bạn ấy rất hiền lành. Lanh đó, muốn bán là được đó. Anh nói là anh thích người lanh nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao á chị. Em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không, nhưng mà em cảm giác như là bạn đó hơi ngần ngại. Em có sợ gì người này không hay thích người này không, cứ nói hết. Thích không? Không nhìn cái là thấy thích chưa? Em thì em thấy thích bạn nữ ạ. Em thấy thích bạn nữ ạ. Em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai. Người ta nói thích rõ ràng luôn á. Người ta thật thà thôi. Thật thà chứ không có nhút nhát đâu. Nhiều khi thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác giống như là bạn đó không có tò mò gì em hết chị. Tò mò liền em, tò mò liền, hỏi liền. Mà em cũng muốn về Phú Quốc cùng anh cơ mà. Nếu anh cưới em về thì em về thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, ấm lòng ghê. The Great Wave Toshiba. Chúng tôi sẽ đếm tới 3. Thật ra thì nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi, rất là lâu rồi. Có một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này. Đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm vậy đó. Hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn, hợp tình, hợp lý luôn. Cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không. Rồi, thích thì bấm ngay tức khắc không chờ đợi. Nào, một. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Đó là quyền quyết định của các bạn. Lý do vì sao em không bấm nè? Vẫn là sự lo lắng đó. Buông xuất tất cả mọi việc, kể cả anh nói em bề bắt làm dâu em cũng không ngại. Với em không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà em cần một sự thật sự là an tâm. Tức là em cần mỗi người mạnh mẽ hơn mình chút xíu. Đó là quyền quyết định của em, chúng tôi trân trọng những quyền quyết định của riêng mỗi người. Nhưng mà coi như bữa nay mình không có phận nhau đi ha. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? Đứng mắt anh đi vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhũng nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Như hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính chưa? Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt hay bỏ dần rồi bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy anh. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao?
hồi đó em trải qua được 3 mối tình à. Ừ. Mối tình sâu đậm là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm bên xây dựng. À thì vậy em, hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới kêu về làm tóc với chị để sau này còn có chồng. Rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái bạn mối tình sâu đậm? Hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Ừ. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình. Em mắc tay quá. Chắc em mắc tay, Nhưng qua 3 mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Đi như bên kia sao mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Là phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già nghe em chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở vậy lên. Là anh ra bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi, được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Alo em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói chị ơi. Em không thích con trai mất hí vậy. Không, không có mất hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc thôi, với lại gia trưởng đó chị. Em, thích em có gia trưởng không? Với lại em, dạ. Con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em anh dễ lắm em ơi. Ừ. Hiện tại anh đang ế quá, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. Có chơi thể thao gì không em? Không, em có chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao, rồi đó. Banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn. Sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, dạ, ta rồi. Muốn thằng phải thương dạ. Gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi dạ, nhau đúng rồi, không? Dạ, phải tin tưởng đúng dạ, không? Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào. Ôi, anh chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này đấy con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt 2 mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, người ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, thấy không? Dạ. Rồi đây, cưng sẽ hí, sẽ hói đó cưng. Rồi. Rồi, cô gái rất là xinh đẹp. Chứ là đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ, yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì nếu mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em thấy anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao, nhìn cũng khá bảnh đó, bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí, như em thì em hí đó, nhưng mà không, chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai bỏ thuốc đi nha. Dạ, hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai là trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. À. Tại mẹ làm mai chút mà không được, chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường. À. Đối với ba mẹ anh á thì vợ anh á còn được cưng chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bữa này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào.
Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn hả? Nếu mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ. Cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh, em tặng anh này. Anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Ờ, bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì vậy? Ăn đi em, bánh dạ. Khác đó Cương, ăn dạ. Đi Cương. Anh thử rồi, ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon vậy. Ngon hả? Dạ, ngon. Cái gì cũng bạn ngon nữ... hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon gì. Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà, khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền dạ. Trung bình định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung mình định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao? Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu, cưng em chút, biết quan tâm. Dạ, và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì thứ nhất là phải chia sẻ nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi. Nếu mà hứa bỏ liền thì không được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện chí nói đúng cho rồi, cô nghe. Thì em nói thì thời bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng rồi em. Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ làm hay đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. À, cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ, tám chai tại cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em không biết nhậu, rồi ba mẹ em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì vậy thì... được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi. Tại đây ông không thích ai nhậu với ông lắm. Thì đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai. Ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người. Đúng yêu rồi, nó dạ. Khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sao về anh? Mình em anh là khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay, năm trước là anh ở rồi. Năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ví dụ sau này mà ví dụ em lấy anh làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao? Thì năm ở năm chơi. Về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhà anh chơi chứ. Em xây xe anh ơi, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi gì? Thôi. Coi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ dạ. Đi. Thì em đem bóng thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? À, em nhìn cho, giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Cái gì? Điền bóng anh. Đá bóng giống như muốn quýnh lộn vậy. Vô anh, điền em anh. Đúng rồi anh. Dục anh. Tưởng gì? Sao đá bóng mà giống bóng nhớ vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ qua người nha. Anh lắp bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt quá anh. Đá tốt không? Dạ thôi, được. Xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả?
Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À, nước mắt thì anh hy vọng thì... gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh Linh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy? Anh nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng ok. Em tại sáng em cũng đang luôn bu khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Thôi xong rồi hả? Có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Ừ? Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mò thuốc. À. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Rồi, những chiếc vé xem phim để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn nha. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Yeah. Rồi, mời hai bạn. Xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? À, xin mời bên đằng gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi, mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì chúng em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em, chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi, mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ha. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Anh người mặt đỏ hả? Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em.
em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, căn nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Đó, rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi mà đáp gì? Lại bạn gái luôn, hát dạ. Câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau, anh mãi đợi vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Yeah. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Là thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi, sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh em ở đây thôi mà. Anh có ngại ta không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn rồi hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Phú Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút luôn. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? Anh không cao bao thuốc. Nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hỏi không? Dạ không hỏi luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em được chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc dạ. Có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không, nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, biết chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi.
Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thị lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè? Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi, em đưa đây yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy bởi đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với dạ, ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè. Đúng không? Đúng. Đó. Bây giờ mình dạ. Hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi ha cô. Thôi bây giờ mở rào đi ừ. Nha. Mở rào. Chào em. Ê, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Đúng rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Một cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người coi nào. Anh mong muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đấy. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao, ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm. Mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Thế vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì
Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào? Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì đấy là cái em quyết định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Ừ, anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần dạ. Không ông? Sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cái để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Thôi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh có chứ. Nếu mà không nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng, ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được, có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à. Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái, không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi. Thích lăng nhăng. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định lực của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai, chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì chúng con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam rồi có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Ý, thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi, hôn kêu luôn.